Các vấn đề về thị lực chưa được chẩn đoán có thể làm giảm điểm của những người trên 50 tuổi trong các bài kiểm tra nhận thức. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí Nature. Suy giảm thị lực thường bị bỏ qua trong các cơ sở nghiên cứu và lâm sàng. Vì nhiều bài kiểm tra nhận thức dựa trên thị giác nên sự khiếm khuyết về thị lực có thể ảnh hưởng đến điểm kiểm tra. Đây là một cảnh báo quan trọng, đặc biệt khi xét đến việc có khoảng 200 triệu người trên 50 tuổi trên toàn thế giới bị khiếm thị. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã điều tra những hậu quả tiêu cực của việc suy giảm thị lực đối với hiệu suất kiểm tra nhận thức. Để làm như vậy, họ đã mô phỏng bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác trung bình đến nghiêm trọng bằng một bộ kính bảo hộ. Sau đó, họ yêu cầu 24 người có thị lực bình thường hoàn thành 2 nhiệm vụ nhận thức, 1 nhiệm vụ thời gian phản ứng phụ thuộc vào thị lực và 1 bài kiểm tra độ trôi chảy bằng lời nói không phụ thuộc vào thị lực với kính bảo hộ và không. Họ phát hiện ra rằng đeo kính bảo hộ làm giảm thời gian phản ứng trong nhiệm vụ dựa trên thị lực tới 25 phân vị. Trong khi đó, hiệu suất trong bài kiểm tra độ trôi chảy bằng lời nói vẫn tương tự trong cả điều kiện thị lực mô phỏng và bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, điều này chỉ ra rằng nếu thị lực không được tính đến, các đánh giá nhận thức dựa trên thị giác có thể chỉ ra nhận thức kém một cách chính xác. Đến lượt nó, điều này có thể gây ra hậu quả cho cả chẩn đoán và nghiên cứu về chức năng nhận thức. Do đó, áp dụng các cách để chống lại tác động của thị lực kém trong các bài kiểm tra nhận thức là rất quan trọng đối với sức khỏe của bệnh nhân và nghiên cứu. Điều này đặc biệt xảy ra khi các nhà nghiên cứu ước tính rằng việc giảm thị lực bị đánh giá thấp ở 50% người lớn tuổi và điều này có khả năng tăng lên khi dân số già đi. Tiến sĩ Anne Macnamara cho biết, các ứng dụng dành cho thiết bị di động hiện nay có thể được sử dụng để phủ các khiếm khuyết mô phỏng lên tài liệu thử nghiệm khi thử nghiệm các kích thích của chúng. Sinh viên tại Đại học Nam Úc, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu có thể kết hợp các nhiệm vụ sàng lọc nhanh chóng và đơn giản trước khi yêu cầu mọi người làm các bài kiểm tra nhận thức. Các nhiệm vụ bằng lời nói cũng phải luôn là một phần của đánh giá, cô nói thêm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!